Hôm nay mình sẽ review món pizza. Lâu rồi không ăn cũng thấy nhớ món này. Và cũng là tháng đầu tiên mình được tiền từ YouTube nên không biết ăn món gì. Và cái tiền YouTube đủ để mình mua một cái pizza nên mình mua cái pizza để ăn mừng. Cái pizza này á thì mình mua ở tiệm rồi đem về tự nướng nha cả nhà. Rẻ lắm luôn á cả nhà, chỉ có 5 đồng bạc thôi nè. Cái này là khóm với xó xịt, rất là ngon. Cái này là được tiền YouTube nên mình mua cái bánh này. Bây giờ mình đem đi nướng. Nướng xong mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Lúc này dịch bệnh nên mình mua về tự nướng cũng rất là đơn giản nữa. Bây giờ bánh mình nướng xong rồi cả nhà ơi, mời cả nhà cùng ăn bánh pizza nha. Bữa nay mình nướng cái bánh này, ngồi ở đây ăn một mình. Ông xã với con mình thì ăn cơm ăn thịt này kia ở đằng kia rồi. Bánh còn nóng á, ngon lắm cả nhà, mời cả nhà ăn nha. Lâu quá không ăn rồi. Bánh này á, bỏ phô mai nữa. Bỏ phô mai nhiều quá chừng luôn á. Lâu lâu á mình mua cái bánh này về nhà nướng có 5 đồng à, là mình có thể ăn được hai người á là no rồi. Bánh mì á, bữa nay ngồi ở ngoài này mát mẻ quá. Lâu lâu ăn pizza thấy ngon lắm mà ăn hoài là ngán lắm. Có hai con ngỗng trời nó bay xuống cái hồ bơi của mình á, dơ nước hết trơn rồi, để mình đi đuổi nó một cái.
fly pretty good. Right out of the water. They fly really good, huh? So cute, baby. The chair wet, Matthew? Wet, ma? So cute. Giỏi quá. Giờ mình đuổi mấy con ngỗng trời xong rồi. Bắt đầu lại ăn khi xà tiếp cả nhà ơi. Cái khi xà này là từ tiền của YouTube cho mình nên mình được ăn cái khi xà. Mà cũng phải nói là cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ mình mới được tiền từ YouTube. Hôm nay mình làm cái pizza này cũng để cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình. Lúc này mình bận dữ lắm luôn á. Mấy đứa con nó đi học nữa nên rất là bận, không có nấu đồ ăn nên mình mới làm phi xà ăn bữa nay. Bây giờ mình ngưng video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Và nếu cả nhà thấy video mình hay, xin cả nhà cho mình cái đăng ký và like, chia sẻ ủng hộ mình nha cả nhà. Bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở đằng sau nha.